Rảnh rỗi nên mình lại đi kiếm chân chuồn kim để cho thêm vào cái bộ sưu tập chân chuồn kim của mình. Khu vực này là khu vực ngập nước nên chắc là sẽ có nhiều. Đây là một con ruồi sát thủ. Cái nhất bị sao? Khu vực này thì rất là nhiều chuồn chuồn, nhiều loại chuồn chuồn. Nhiều chuồn chuồn, nhiều ruồi sát thủ, ong cũng nhiều. Lại một con chuồn chuồn màu xanh của bạn. Một con màu xanh nhưng mà lại đậm hơn màu của bạn. Xơi con này luôn. Đây các bạn thấy không? Con đang mất tính. Tay của mình cách cho nó khoảng tầm ở cho 3 cm. Ở trong môi trường của nó thì nó rất là nó hiền thôi, nó không phải là gì khó khăn lắm khi mà tiếp cận để chụp. Mình có thể bắt nó ngay bây giờ nhưng mình bắt thì mình sợ chúng nó buông nhau ra nên là mình không phá đám cái giây phút hạnh phúc. Đây các bạn có thể thấy là mình đang cầm nó trên tay. Nếu như mà ở cái chỗ tự nhiên ấy mà background không đẹp thì bạn cũng có thể tiếp cận ngắt cái chỗ nó đang đậu, đưa lên xoay ra cái chỗ có background đẹp ấy thì mình sẽ chụp, chứ không nhất thiết là mình phải để nó ở nguyên trong cái chỗ nó đậu để mà mình chụp, phải cho nó ra chỗ có background đẹp thì mới chụp đẹp được. Còn nếu không, nó ở chỗ có những con nó đậu ở cái chỗ của nó không không đẹp ấy thì background không đẹp, nó rối nhiều thứ. Con nào đưa nó ra chỗ khác để chụp để lấy background đẹp được thì đưa. Đây các bạn thấy không?